Chào các bạn, trên tay mình đang là một cái tẩu đến từ hãng Basert. Và một cái tẩu thì có một cái thiết kế rất là hay. Cái thiết kế này thì một số hãng cũng đã làm rồi, chứ không phải là Basert là cái hãng đầu tiên. Tuy nhiên thì Basert đã có một cái thiết kế cải tiến hơn một chút xíu. Và đặc biệt nó làm full hợp kim nên trông cực kỳ đẹp. Và cái này thì nó có cái gì hay, tí nữa mình sẽ mở ra và sẽ cho các bạn xem là cái hay của nó. Ở ngoài hộp thì các bạn sẽ nhìn thấy ngay là có một cái 2.4A. Nghĩa là cái tàu này sẽ là Mark 2.4A đáp ứng ra. Ở đây thì các bạn sẽ nhìn thấy tên của sản phẩm là Mini T luôn. Nghĩa là cái cổng sạc này sẽ có hai cổng. Tuy nhiên thì hai cổng này sẽ đáp ứng tổng 2.4A mà thôi. Nghĩa là nếu như các bạn sạc cho hai cái thiết bị di động cùng một lúc thì không vấn đề gì cả. Nhưng nếu như các bạn mà sử dụng sạc cho hai cái máy tính bảng hoặc một cái máy tính bảng và một cái điện thoại di động thì nó sẽ bị yếu. Rồi, ở phía đằng sau thì các bạn cũng sẽ nhìn thấy là nó cũng không có nhiều thông tin đâu. Chứ ngoại trừ cái tem chống giả thì có hữu ích thôi. Còn những cái khác thì đều là hướng dẫn sử dụng. Và bây giờ mình sẽ tiến hành mở hộp luôn để cho các bạn tham khảo. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ có cái thiết bị đây. Và một cái sách hướng dẫn sử dụng. Sách hướng dẫn sử dụng này thì bằng tiếng Anh và tiếng Trung các bạn có thể tìm hiểu. Nhưng mà thực ra cái tàu này nó có cái gì đâu để mà sách hướng dẫn sử dụng. Đó, đây là cái thẻ bảo hành ở bên Trung Quốc thôi, cái này thì không có tác dụng. Và đây chính là cái sản phẩm của chúng ta. Cái sản phẩm này thì nó được thiết kế bằng hợp kim các bạn nhé, chứ đó không phải là nhựa đâu, sờ vào mát lạnh luôn. Và các bạn gõ sẽ cảm thấy đây là hợp kim chính thức luôn. Ở hai bên này thì là hai cái điểm tiếp xúc với cái tàu rồi, dưới này cũng vậy thôi. Ở trên đây thì các bạn sẽ nhìn thấy có thông tin này, BSC-C4 đây là model của sản phẩm. Và điện áp ở đây chúng ta có thể chịu được từ 12 cho đến 24V. Và xả ra thì như các bạn nhìn thấy chỗ này nó sẽ ghi là 5V vào mắc 2.4A. Ở đây chúng ta sẽ có hai cổng. Và cái điểm đặc biệt của cái tàu này là cái gì các bạn biết không? Nó có một cái khoảng cách rất là ngắn. Và khi mà chúng ta đưa vào các cái lỗ ở trên xe ấy thì các bạn sẽ thấy là nó sẽ là thỏng luôn, chứ nó không bị thòi ra một đoạn dài. Một số những cái tàu ấy thì các bạn khi cắm vào nó sẽ thòi ra một khoảng cách khá dài như thế này, thì làm cho cái xe nó vướng víu, nhất là cắm cáp. Ở đây thì các bạn sẽ nhìn thấy này, mình sẽ cắm nó thọt vào luôn. Đó, như vậy nó cực kỳ là gọn luôn. Các bạn sẽ nhìn thấy là nó sẽ có cái khoảng cách chênh ra một tí xíu thôi, chứ nó không nhiều như là những cái tàu khác. Và như vậy thì giúp cái xe của các bạn gọn gàng hơn. Đặc biệt là một số những cái xe mà cái tàu nó không để ở trong hốc ấy, thì nếu mà các bạn để thòi dài ra thì nó sẽ trông rất là xấu. Rồi, và bây giờ mình sẽ thử đo dòng xem là cái tàu này nó sẽ đạt được cái hiệu quả như thế nào. Ở đây thì mình sẽ thử với một con iPad. Thì iPad thì nó sẽ có cái dòng đo là lớn nhất, vì vậy đo được cái con iPad này đến đâu thì nó sẽ là mắc ở đấy. Và khi mà đã đo được tốt cho iPad rồi thì đi các bạn yên tâm là sẽ sử dụng tốt được cho các cái thiết bị di động khác. Và bây giờ mình sẽ tiến hành thử nhá, cắm vào iPad này. Và bây giờ mình sẽ xem cái dòng đo ở đây bao nhiêu. Vâng, đó, như các bạn nhìn thấy ở đây là chúng ta đang được 2.2A. Phải nói thực sự với các bạn là không nhiều những cái tàu sạc khi mà cắm lên xe có thể đáp ứng được cái dòng tối đa như vậy đâu. Đây là một cái trường hợp cực kỳ đặc biệt luôn. Và như vậy thì trên cái cổng này thì chúng ta có thể đo được Mark 2.2A luôn. Và mình sẽ thử xem cái cổng dưới là như thế nào các bạn nhé. Và như vậy thì ở cổng dưới các bạn cũng đã đo được 2.2A luôn, chứ không phải là thấp. Nghĩa là đối với những cái sản phẩm khác ấy thì có thể nó chỉ có một cổng mà được 2.4A thôi, còn cái cổng còn lại là 1A. Nhưng mà ở trên cái sản phẩm Basert này thì các bạn sẽ thấy là nó sẽ có hai cổng tự động đáp ứng dòng điện Mark 2.4A luôn. Nghĩa là các bạn yên tâm sạc hai thiết bị di động tốt với cái dòng tối đa. Và nếu như các bạn có sạc cho iPad ấy, thì các bạn cũng sẽ đạt được cái dòng tối đa luôn. Cả trên hai cổng các bạn đều có thể đạt được Mark 2.4A, một con số tuyệt vời. Mình đã đo rất là nhiều những cái tàu sạc rồi, không nhiều những cái tàu sạc có thể đáp ứng được cái dòng mắc như vậy đâu. Ở trên xe thì bao giờ nó cũng yếu hơn là so với cắm điện trực tiếp. Nó cũng giống như là pin dự phòng ấy. Pin dự phòng thì tuy ghi là 2.4A nhưng mà để mà kéo mắc được trên pin dự phòng thì không phải là điều đơn giản. Tùy từng hãng thôi, còn đa phần là sẽ thấp hơn so với cái cổng nguồn sạc cắm điện trực tiếp. Ok, như vậy thì mình đã giới thiệu xong với các bạn một cái chiếc tàu đến từ hãng Basert. Và cái chiếc tàu này thì các bạn sẽ thấy là nó có dòng mắc là 2.4A và sạc cực kỳ tốt cho iPad ở trên thiết bị di động. Cảm ơn các bạn đã theo dõi clip. Hẹn các bạn ở những clip lần sau. Xin chào và hẹn gặp lại.